thân xác này chìm trong bầu nước tay ta tung bay bọt trắng khi chạy trong xương đời cùng với chú cây ngọt đắng. Rồi giờ đây là lúc nghỉ ngơi sau những ngày dài tao hối hả, suy nghĩ kiếm tiền thật nhiều nhưng không muốn ai đâu nhói cả. Im lặng và tiết kiệm đời để nhìn đời bỏ dấu trả, khi được người khác cái tờ 500 lúc nào cũng mong được thối trả. Gạt bỏ những lời điều hòa, không dấn thân vào chốn khi xa, yên bình khi ở một mình không phải mơ màng trong khói xì xa. Và khác mấy người xung quanh vì cuộc đời mình trong tối đi ra, một đường lối mà ta học được là khi bất đồng không nói chi xa. Xưa trắng tay chân trần cùng mưa nắng, say lang thang cả đàn ở nơi xa lộ và những trời chưa vắng mây. Chứng dù chậm lại một vì tiếng đèn văng vẳng hay, những kinh động ta viết thêm lời đối đầu với điều chẳng may. Rồi thành công đều đến nhanh hơn khi đưa quyết tâm và hành động, lời gáp tức giận khi xưa thật sự chẳng mong và đành lòng. Đời có nhanh chóng đàn úa và sáng sớm như cành hồng, thì vẫn chính chiến như một người lớn vì sự bất công còn tồn động. Mặt ngược nhìn lên trên đường nén trải đầy hoa, đến đây thì cũng đã hiểu tác dụng của những câu người đã gầy ra. Động lực sâu vất vả để cố vượt lên, tất cả là những bài học giúp ta đi qua cả mấy cuộc đời đã bày ra. Bề ngoài lạnh giá như băng nhưng ai biết đâu trong lòng nóng, tìm thấy mọi sự cô liêu khi nhốt bản thân vào phòng trống. Cảm giác mọi thứ nhạt nhòa, chẳng còn thứ như hoa hồng phấn, là lúc con người ta đã mệt rồi và muốn bình yên những nơi trời vắng. Tao không chắc bao sự thay đổi khi sống cao sang, chỉ biết kiên cường nỗ lực là những gì trong tâm trí tao mang. Mày có thể sống ganh ghét và bàn tán những việc tao làm, nhưng ông trời từng luôn có mắt nên những phần cuối không hề trao nhầm. Khi thỏ đam mê nhưng đi về với tôi không, thấp thỏm đôi chút trong lòng, tìm cách sống được tới cuối đông. Mày có mặc kệ tất cả để theo đuổi nó khi sức đuối không, hay là bỏ lại từng câu thơ vì vài câu nói làm mày yếu lòng. Đường tao đi thì vẫn khác với mấy thằng khác xung quanh, đã mày tao đây lột xác cứ như đại bác luyện thành. Đời này tao vào cuộc chơi để thấy cái thói cuộc đời, chuyển hóa câu nói một lời này thành khúc ca tao đã thuộc lời. Dù không mang một điều kiện tốt nhưng không được dốt nhân cách lương tâm, sống ở đời đừng nên thầy thốt khi chưa hiểu hết quy cách dương âm. Thay đổi con người mày đi nên sống luôn có phương châm, đừng cố mà ngồi cải lý khi sắp chưa đọc được tới chương năm. Mặt ngược nhìn lên trên đường đang trải đầy hoa, đến đây thì cũng đã hiểu tác dụng của những câu người đã gầy ra. Động lực sâu vất vả để cố vượt lên, tất cả là những bài học giúp ta đi qua cả mấy cuộc đời đã bày ra. Bề ngoài lạnh giá như băng nhưng ai biết đâu trong lòng nóng, tìm thấy mọi sự cô liêu khi nhốt bản thân vào phòng trống. Cảm giác mọi thứ nhạt nhòa, chẳng còn thứ như hoa hồng phấn, là lúc con người ta đã mệt rồi và muốn bình yên nơi trời vắng.